Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2021, đồn biên phòng Sông Trăng, huyện Tân Hưng đã bắt giữ một vụ nhập cảnh trái phép, hai vụ buôn lậu trên biên giới. Theo đó, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 24 tháng 7 năm 2021, tổ tuần tra của đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp với tổ công tác của phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 230.32 thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hương Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, phát hiện 10 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác tiến hành đưa 10 đối tượng trên về đơn vị làm rõ và bàn giao đối tượng về ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, huyện Tân Hưng tiến hành cách ly theo quy định. Trước đó, tại khu vực mốc 230.22 thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hương Điền B, huyện Tân Hưng, Lực lượng chức năng phát hiện có một xuồng gỗ trên xuồng có ba thùng giấy màu trắng không có người trong coi có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiếp tục kiểm tra xung quanh thì phát hiện thêm 7 thùng giấy màu trắng tương tự. Qua kiểm đếm số tăng vật gồm có 400 chai thuốc diệt cỏ, 2,4D trên hùng và trên các chai thuốc có chữ Campuchia. Đơn vị đã hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý ban đầu và bàn giao cho cơ quan công an quyền theo đúng quy định của pháp luật.